chào mọi người, lại là Ngân đây. Như đã hẹn, hôm nay Ngân đi lạc sẽ dẫn mọi người đi thăm hai thành phố cổ kính Philadelphia và Washington DC. Đặc biệt hơn, hai nơi này là thủ đô cũ và hiện tại của Mỹ đó. Cùng theo chân bọn mình nha. Điểm đến đầu tiên của bọn mình là Philadelphia. Trên đường bọn mình đi từ New Jersey xuống Washington DC sẽ cần đi ngang qua Philadelphia, hay còn được gọi là Philly. Bọn mình định ghé qua xem sao và đây đúng là quyết định đúng đắn. Vừa mới tới Philly, đập vào mắt mình là một thành phố phát triển nhưng không kém phần cổ kính. Nhất là những khu phố cổ trải dài, nhìn khác hẳn với những thành phố mới phát triển thường thấy ở Mỹ. Đây là Independence Square. Bọn mình vừa bước chân vào khuôn viên của tòa nhà độc lập. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, tại đây nước Mỹ chính thức ra đời với sự kiện bản tuyên ngôn độc lập được ký. Để vào được khuôn viên thì mình phải trải qua vòng kiểm tra an ninh, những vật sắc nhọn hay gây cháy đều sẽ bị giữ lại. Cô này đang nhắc mọi người là có thể chụp hình nhưng không được bật đèn flash vì sẽ dễ làm hư hại những văn kiện gốc đang được trưng bày ở đây. This was an original printing. Oh. Okay, which they did in July 4th, 1776, right after it was written. And we think that this may very well be the one that John Nixon used when he read the Declaration of Independence to the people of Philadelphia outside Independence Hall. Okay. This one is a second draft. It was owned by Aldrich Dury. It's the Articles of Confederation. And you can see he has a few notations on it and so forth. And then this was the final printing, the final original printing for President Washington to review before it went truly public. So he actually did make a change, which you can't see because it was on another page. We rotate those pages. This belonged to President Washington. That is awesome. Yeah. Thank you. You're welcome. And this is the Declaration of Independence. Philly là nơi đặt nền móng đầu tiên cho nước Mỹ. Thành phố được thành lập vào năm 1682 và đóng vai trò là thủ đô đầu tiên của Mỹ tại thời điểm bản tuyên ngôn độc lập được ký. Bởi thế, khắp nơi trong thành phố là những dấu ấn đầu tiên của một đất nước hưng thịnh bậc nhất thế giới. Người ta xếp hàng quá trời để xem cái chuông nè. Dạo ở trung tâm thành phố Philly, ở đâu cũng dễ dàng bắt gặp những tòa nhà cổ kính mang đậm phong cách châu Âu. Đi tới chỗ nào mình cũng phải dừng lại chụp hình vì thấy đẹp và tráng lệ quá. Bọn mình di chuyển từ tòa nhà độc lập ban đầu qua con phố cổ Elfri Alley, mà trên đường đi nhà nào nhìn cũng đẹp hết trơn. Có thể bạn chưa biết thì Philadelphia từng là thành phố lớn nhất của Mỹ cho đến khi New York vượt lên vào năm 1970. Cho tới ngày nay thì nơi này vẫn luôn là một trong những thành phố lớn nhất tại Mỹ nói chung và khu vực bờ đông nói riêng.
là con phố Hưng Thịnh nổi tiếng từ thế kỷ thứ 18. Đây là nơi ở của nhiều nghệ nhân và thương nhân, những người là trụ cột của nền kinh tế Philadelphia thời bấy giờ. Những dãy nhà cổ kính và xinh đẹp này hiện nay đã trở thành di tích lịch sử cấp quốc gia. Con phố nhỏ hai bên nhà cổ gạch san sát đầy màu sắc, bước vào như đi ngang qua thế kỷ trước. Đây cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Philly. Lúc bọn mình đi thì cũng gặp hai đoàn du lịch khác đang tham quan. Đảm bảo là bạn nào thích chụp hình tại đây là sẽ mê ly. Khúc này chồng mình đang chỉ vào cái cổng kia thì ở đằng sau cổng có sân và nhà giống như là mấy cái khu tập thể ở Việt Nam vậy đó. Cái cổng không? Cái sân không? Đấy, giống Việt Nam vậy. Giống mấy cái khu tập thể. Ừ. Tạm biệt thành phố Philly xinh đẹp, bọn mình lại bon bon trên đường thêm gần 3 tiếng nữa để đến Washington DC. Tới nơi thì đói đã rồi, có thực mới vượt được đã phải không? Nên bọn mình dắt díu nhau đi ăn, tới sụp tối mới tới được nơi cần tới. Lúc mới chạy vào DC thì mình kiểu, ui sao nó tàn tạ không được đẹp như Philly. Nhưng đi vào trong thì mới thấy giống như hai thế giới đối lập. Chỉ cách nhau vài cây số nhưng một bên mình thấy toàn là mấy cái nhà cổ kỹ, sập sệ. Còn bước vô trung tâm là như cung điện nguy nga tráng lệ khắp nơi. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng sự thật là vậy đó mọi người. Mình cũng không hiểu tại sao nữa. Trước mặt mọi người hiện tại là tòa án tối cao của Mỹ, còn được gọi là cung điện Cẩm Thạch. Đây là nơi làm việc chính thức của chánh án Hoa Kỳ và 8 thẩm phán đồng nhiệm của tòa án tối cao. Tòa nhà được đặt sát bên tòa nhà Quốc hội và Thư viện Quốc hội. Nơi này được sử dụng lần đầu vào năm 1935 với kiến trúc được lấy cảm hứng từ những đền thờ La Mã cổ điển, phong cách xây dựng theo lối tân cổ điển phục hưng. Từ tòa án bước qua bên đường là bọn mình đã tới khuôn viên của tòa nhà Quốc hội. Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ là nơi đặt trụ sở của Quốc hội từ năm 1800. Đây là nơi Quốc hội họp để soạn thảo luật, cũng là nơi các tổng thống nhậm chức và đọc thông điệp liên bang hàng năm. Có một điều đặc biệt là nếu các bạn dự định tới DC thì nên đi vào các ngày trong tuần để tham quan những tòa nhà lịch sử. Bạn nào muốn tham quan tòa nhà Quốc hội thì nên đặt chỗ trước tầm 2 tháng. Mình sẽ được vào phía trong tòa nhà và có người thuyết trình cho mình luôn nha. Tất nhiên là cái này hoàn toàn miễn phí. Mình sẽ để link đặt vé ở trong caption để mọi người có thể xem nếu quan tâm nha. Ta-da, nhà trắng trong truyền thuyết đây nè, nhưng mà xấu hơn mấy cái nhà khác nhiều luôn á. Mình tới Ba Đình rồi đúng không? Ừ, cũng giống quá. Tới Ba Đình rồi. Ở chen luôn trời, tự nhiên nói cái tự nhiên thấy ở chen luôn á. Thưa các bạn là bọn mình đang ở đâu? Có phải là bọn mình đang đi thăm Lăng Bác hay không? Trời ơi, nhìn y chang như Lăng Ba Đình luôn. Nếu bạn nào vẫn nghĩ đây là Lăng Ba Đình thì không phải đâu nha. Đây là đài tưởng niệm Lincoln, là nơi tôn vinh tổng thống thứ 16 của Mỹ, cũng là một trong những tổng thống vĩ đại nhất của xứ sở cờ hoa. Ông là người luôn luôn ủng hộ sự tự do và tin vào nhân phẩm của mỗi người. Nơi này cũng được lấy cảm hứng từ những ngôi đền Hy Lạp cổ đại với 36 cột tượng trưng cho 36 bang của Mỹ tại thời điểm Tổng thống Lincoln qua đời. Nơi đây hiện nay đã trở thành địa điểm tham quan cũng như vui chơi nổi tiếng đối với người dân ở đây. Bên trong đài tưởng niệm là tượng Tổng thống Lincoln đang ngồi suy ngẫm và nhìn ra đài tưởng niệm Washington. Bức tượng Lincoln cao gần 6 mét và nặng 175 tấn.
Từ đây, mình có thể dễ dàng nhìn qua đài tưởng niệm Washington, vị tổng thống đầu tiên của Mỹ. Tại thời điểm hoàn thành vào năm 1885, đài tưởng niệm cao gần 170m này là tòa nhà cao nhất thế giới lúc bấy giờ. Từ đài tưởng niệm này, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Washington DC từ xa. Ghé xong chỗ này thì bọn mình cũng về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Vậy là một chặng nữa trong chuyến hành trình khám phá bờ đông nước Mỹ đã khép lại. Trong chặng tiếp theo, bọn mình sẽ ghé ngang qua thành phố Charlotte ở North Carolina, băng qua 4 bang để đến với Florida, Sunshine State. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sắp tới của Ngân Đi Lạc nha!